trời đất quỷ thần ơi, hứa đô thất thủ lửa dậy mịt trời, gom tàn quân chạy muốn hụt hơi mới thoát khỏi dòng dây của Gia Cát Lượng. Dạ bẩm thừa tướng, xin thừa tướng hãy hạ lệnh cho ba quân nói nghỉ, vì người hết lương và ngựa cũng hết cỏ khô. Không được, không được, ta xem chỗ này không phải chỗ đóng quân. Ngươi hãy lấy lời phủ dụ cho chúng nó ráng tiếp tục chạy thêm một đội nữa. Bây giờ ngươi bảo chúng nó hãy xếp hàng đâu đó cho thừa tướng điểm danh, coi có thằng nào lọt sổ hay không. Có mặt thì thôi, bằng vắng mặt khi về Hứa Đô ta sẽ rước thầy làm trai siêu độ. Tướng sĩ ba quân tất cả hãy chỉnh tề hàng ngũ cho thừa tướng điểm danh. Đâu nè, Hạ Hầu Đôn, dạ. Hạ Hầu Nguyên, dạ. Tào Hùm, dạ. Tào Hổ, dạ. Tào Thừa, dạ. Tào Thực, dạ. Tào Dực, dạ. Tào Dành, dạ. Tào Hành, dạ. Tào Hẹ, dạ. Tào Hưu, dạ. Tào Nai, dạ. Tào Tháo. Ủa, Tào Tháo đâu rồi? Trời đất ơi, chắc Tào Tháo đã bỏ mạng trong chốn loạn binh rồi. Tào Tháo ơi là Tào Tháo ơi. Dạ xin thừa tướng đừng khóc nữa. Nhà ngươi đừng có cản ta để ta khóc cho hả ơi. Tào Tháo ơi là Tào Tháo ơi. Bẩm thừa tướng, Tào Tháo là thừa tướng, mà thừa tướng là ngài còn sống đây nè. Ủa, nói vậy Tào Tháo là ta, còn ta là Tào Tháo làm sao? Từ khổ, bị thua một trận đã bay hồn quảng vía, chạy làm sao đến quên tuổi quên tên. Thôi được, Tào Tháo còn đây thì còn có dịp rửa hờn. Có vậy nhà ngươi hãy truyền cho ba quân tiếp tục lên yên, phải chạy cho hay thân mới được sanh tồn. Bẩm thừa tướng chúng nó đi đà hết nổi, bởi hai ngày qua không có một hột cơm, cả thải đã đói đùng. Vậy chứ ở nhà đây nào khác chi hơn, chạy cả ngày trong bụng trong cơn. Kể từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, chưa có trận nào tan thương thảm hại như hôm nay. Nhưng ngày hôm nay nước nó đã đến trôn, đừng nói gian ca ta chẳng còn hồn. Bờ tư sĩ nghe lệnh truyền của thừa tướng, hãy cùng nhau tiếp tục lên yên, hầu tìm lối đào sinh. Thăng bại lẽ thường trong việc thiên trình, gẫm lại trong sử sách cổ kim, việc hơn thua đâu thể luận anh hùng. Tháo còn đây thì còn nở mặt với gian sang. Trong lúc nguy khốn thế này, thừa tướng vui thích điều chi mà cười gian xem ra vẻ khoái trá làm gì? À, ta cười đây là cười cho Gia Cát Lượng đó. Thiên hạ ai ai cũng bảo Khổng Minh là một tay thần cơ diệu toán, thông quan cổ kim, thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, thật là sai bét nha. Nếu quả Gia là một tay cao kiến thì tại sao không đem một đạo binh đến mai phục tại Huê Dung Đạo này? Nhà ngươi hãy xem, trên thì triền đá, dưới lại vực sâu, chỉ cần một đạo quân đó ngách chặn đầu thì dầu mảnh đất này có mọc cánh cũng bó tay chịu trói. Như vậy mà nhà ngươi bảo ta đừng cười sao được. Bớ tạo tặc chạy đâu cho khỏi, bởi vì một đạo tinh ở bình đá trần nẻo quê. Tôi chúa của người đã lâm vào nẻo đường cùng, mau xuống ngựa đưa tay chịu trói, để ta đem ngươi về nạp với quân sư hầu và lành lấy đầu công. Trời, ta tưởng là Gia Cát thiếu mừng, nào ngờ đâu bốn phía có cục binh. Thôi thôi thôi, Tàu đã hết cái thời rồi, hôm nay phải lọt giữa tùng ngày dây. Bơ Tàu công, ta dân lệnh Khổng Minh Gia Cát nội Huệ Dung chờ đó đã lâu, bắt nhà ngươi về nạp với quân sư, đừng trông trả e thành long đau chẳng gì. Khoan khoan, xin đừng đau cho nên động thủ. Hãy để cho tàu tôi được một phen kể lễ với quan hồng. Xuân phước cho tàu tôi khỏi bị rơi đầu. Quan hầu có thấy không, dầu gì cũng là một ông thừa tướng, vậy mà tàu tôi chạy thiếu điều rụng hết hàm râu. Còn nói gì tới đám tàn quân. Quan hầu nhìn coi, ôi thôi, đứa thì bể cán, còn đứa lại u đầu. 3-4 ngày trời không có một hột tôm khô, chúng nó chạy thôi muốn bay hồn bạc vía. Lại lại nữa đi chúng bay. Dạ trăm lại quan hầu, ngàn lại quan hầu. Xin quan hầu mở lòng đại nhân đại lượng mà tha cho tàu sống như quen. Quan hầu ơi, tàu biết quan hầu là bậc nghĩa khí trung can trên đời có một, cuồng khấu bất sát, hạ mã bất tru. Thì xa gì một kẻ đang xa cơ thất thế mà ngài phải nhọc công hạ lưới vàng. Ngài có nhớ chăng từ khi ngài thất thủ Hà Bình, ngài đưa nhị tẩu sang nương náo với tàu. Thôi thì tàu tôi mừng như được của. Tam nhật tiểu yến, thất nhật đại yến, thượng mã đề kim, hạ mã đề ngân, cho đến bộ râu có ngài mà tàu tôi cũng xem như vàng như ngọc. Tàu tôi mới may cho ngài một cái đại gấm để bọc râu ngài lại cho nó nghĩ khỏi lạnh lùng khi tiết lạnh mùa đông. Vậy mà đến khi hai tên Lưu Quyền Đức, quan ngài bỏ ra đi không một lời từ giả tàu tôi. Quan ngài quá ngũ quan cảm lục tướng, tàu tôi thiếu điều nát ruột nát gan. Vậy mà tàu tôi cũng ráng lui cui quất ngựa chạy theo, dâng cho ngài một cái áo ngự hàng để quan hầu đi đường cho đỡ lạnh. Quan hầu ơi, không phải hôm nay tàu tôi sợ chết nên mới kể lễ dài dòng để cho quan hầu thương tình phóng xả. Không đâu, cái chết đối với tàu tôi cũng như con đường đi chợ. Ở đời ai lại khỏi chết, nhưng chết làm sao cho quanh quanh liệt liệt, chết làm sao cho danh lưu thiên cổ. Quan ngài giết tàu tôi thì được rồi, nhưng chỉ sợ e hậu thế sẽ chê cười ngài. Không có lòng đại độ chẳng phải đứng trưởng phu. Chắc tại kiếp xưa tàu có công tu, nên nay mới gặp quan hầu xót thương tha nghĩ cho tàu sống một phen ơn sâu nghĩa nặng tàu mang trọn đời. Dạ bẩm gia gia, Tào Tháo là một kẻ lòng sâu giả hiểm, tướng dị hình ở lòng giả khó thắng ai. Mắt lộ mỏ với mặt móc râu rìa, lời hắn nói không bao giờ chân thật đó gia gia. Cháu thương nhà ngươi bất quá là một tên giữ ngựa, còn ta giàu có xa cơ cũng là một vị thừa tướng hơn Tào. Tại sao mi dám xỏ xiên ta mặt móc râu rìa, không dĩ nể một hoàng thân quốc tích vậy hử? Coi cản nó dùm chút coi quan hậu. Châu thương dạ, chờ nên thao thương để cho cha hậu chuyện với Tào Công. Này Tào Công dạ, ta vừa nghe những lời kể lễ của Tào Công, ta cũng thương tình đó gặp lúc nguy nan. Nhưng chuyện ngày xưa đã thuộc về dĩ vãng, giá lại ân của ngài ta cũng đã đền xong. Giữa trắng tiền chém văn sủ với nhàn lương nơi xa trường, trong phất cờ rung rượu còn nóng, ta đã lập đầu công. Tào giang đâu dài dòng anh quê, chỉ xin ngài xuống trước các tha tàu. Mấy năm trời mới thấy mặt cùng nhau, cơ chắc không toàn tách mà chỉ còn mong lòng đại liệu của quan màu. Ngài có biết đâu khi ngài bỏ đi rồi tao nhớ tao sầu tao khổ tao đau. Quan hầu, ngài không biết chứ sau khi ngài bỏ tàu mà đi rồi thì tàu buồn, tàu rầu, tàu sầu đến mất ăn, mất ngủ. Tàu nhớ quan hầu như đau bệnh tương tư, nhớ tiếng nói giọng cười, nhớ bộ đưng tương đi. Vậy mà quan hầu đành đoán bỏ tàu không luyến tiếc. Dạ bẩm gia gia, tên gian tặc lắm lời lẻo mép, giữa quân trung bày đặt nói nghĩa nhân. Xin gia gia cho phép châu thương đưa hắn xuống ông phủ cho hắn dạy dòng với quỷ sứ tạo tặc khải xem đây. Châu Tàu bơ quan hầu, quan châu thương con ơi, có câu kiên nghĩa bất di vô dòng già, lại có câu lầm nguy bất cứu mà anh hùng. Huống chi ngày nay Tàu công đang gặp bước đường cùng, nơi quê dung hết bề tân thôi, chỉ biết cậy nhờ nơi lượng cá bao dung. Thôi thì đứng anh hùng thị tử như quy, cha sở quân hình nghiêm sự, bởi nghĩ đến chút tình xưa nghĩa cũ, nên tha cho Tàu công thân được sanh tồn. Nếu gia gia dung tha Tàu tặc thì biết ăn nói làm sao khi trở về phục lệnh với quân sư. Cháu thương con. Dạ. Chốn dinh tiền con chớ sợ lo, trước quân pháp phải để cho cha liệu định. Dạ dạ, Tàu may mắn được toàn mạng sống, xin khắc ghi ân đức quan hầu. Thôi Tàu công hãy đừng lên, để cùng ba quân tướng sĩ tìm chốn bôn đào thoát khỏi trùng dây. Đừng quy lũy mà nhẹ thể của một ông thừa tướng đã sinh ra giữa cõi đời điên loạn. Có mấy ai tránh khỏi cảnh khốn cùng điêu đứng gian nguy. Rồi đây ta với ngài hai ngã xa nhau, xin đừng nhắc đến những gì trong dĩ vàng. Trước kia ta đã thọ ơn của Tàu thừa tướng, thì nay phải xử sao cho vẹn tiếng anh hùng. Có vậy ngài hãy cùng ba quân ra khỏi nẻo quê dung, tìm sanh lộ qua khỏi dòng máu lừa. Giòn câu sông lướt dầm dài, ta chúc cho ngài thượng lộ được bình an. Giả giả thăm ân thề tác giả, nghĩa trọng nguyện ghi tâm, bước đường cùng thanh được tồn sinh, nhờ nghĩa cả quan hầu tái tạo. Dạ dạ ngàn năm mà tháo vẫn còn mang nặng đức ân, trước khi bái biệt lên đường, Tao chúc cho quan hầu được bình an sức khỏe. Tàu công hãy an lòng thương lộ, đừng nhọc công khẩn thiết tạ từ. Tạm quân dạ, nghe lệnh ta truyền, tức tốc khởi hành ra khỏi quê dung. Dạ mời thừa tướng thượng mã. Y đâu có được. Sao vậy thừa tướng? Quan hầu xưa nay là một đấng trưởng phu, không giết người dưới ngựa. Ta mà thượng mã ổng giết một đau là ta theo ông theo bà gấp à. Vậy bây giờ thừa tướng làm sao? Ta còn hạ mã tại quê dung, nên chưa có thượng mã. Thượng mã chết hay sao, nên còn hạ mã. Thượng mã ta chạy luôn. Dạ nghiêng mình trước mẹ, xin ra mắt quân sư. Kìa dân trường đấy còn Tàu tặc ở đâu, sao không thấy đem về hiên nạp? Dạ bẩm quân sư, nơi nẻo quê dùng mà khi đã dân thượng ý, quan mõ đã truyền cho tướng sĩ quyết chặn đường đã rất bắt Tàu mang, đem về nạp nơi trướng tiền tỏ. Chắc là tướng quân nhiệm vụ đã làm tông nên trở về đành lấy đầu không. Tả Hữu Đông mau mang ra đây ba chén rượu để ta thưởng người chúng tướng tài ba, còn 3 tháng lương cam kết với quan hầu ta sẽ sẵn sàng nốt sau. Dạ tấm quân sư xin nghe rõ đuôi đầu, quan bố sông tường trước sau. Trong lúc xa cờ tàu mang túc thủ, hắn lại dập đầu kế lễ. Quan bố động lòng nên chẳng nói xuống tay, bởi nhớ câu cựu tình. Tha tàu ma rồi trở lại trướng tiền, quân sư mặc tình xử phân. Thật rõ ràng ngài xem thường tướng lĩnh nè, tôi hỏi ngài có nhớ hay chăng? Giữa dinh trung cam đoan trạng rõ ràng, tôi nơi đầu có dung đạo phổ quân. Hãy chân lĩnh ta truyền dân trường ra cái đau. Xa nhìn chẳng rõ ai dung dạng nhị ca, mau hỏi lại gió hà tại sao đành thọ tử. Mau đề thượng trúc mã ra đến đo võ vàng bơ nhị ca, tại làm sao anh phải thọ hình, mau nói lại cho phi nghe thử. Tam đệ ơi, sao là anh đã lập cam đoan trạng với quân sư Gia Cát, nơi quê dung nã tróc tàu mang. Rồi sao nữa, nói mau. Nhưng đến khi nghe tàu công khẩn thiết than gian, anh bỗng thấy động lòng trắc ẩn. Tam đệ ơi, thà là trước quân lệnh anh đành cam thọ từ, chứ anh đâu thể vội quên tình xưa nghe cũ đến ngàn năm hậu thế chê cười. Ân nặng đền xong mới tròn đạo con người, bởi vì nơi nẻo quê dung anh đã dung tha tàu mạnh đức, trong bước đường cùng tôi chúa được tồn sinh. Nhớ buổi giận cùng anh qua nương nao với tàu công, người đối xử như hàng thượng khách. Tăng xích thô truy phong một lòng câu tung mã, và sắc phong anh tước hơn thọ đình hồng. Thế rồi hôm nay gặp lúc xa cơ, tàu mạnh đức đã phủ phục với chân anh gục đầu kế lề. Xưa nay anh không hề xung đau giết người với ngựa, huống chi tàu tặc đối với anh cũng có chút nghĩa ân. Mặc dù anh vẫn nhớ lời giao kết giữa dinh trung cam đoan trạng, còn làng vàng mất đen dây trắng. Nếu tha tàu tắt thì anh phải thế mạng, và sẽ y theo quân pháp gia hình. Thôi thì đứng anh hùng ha nải lẽ tồn giống, miễn sao được ân đền mà nghĩa ta. Anh đã tha tàu tắt khi xa cơ thất thế, rồi trở về thọ tội với quân sư. Đúng đúng lắm. Anh tha tàu tặc là gì? Anh muốn đền đáp nghĩa ân thỏa nọ. Đó là do nơi tấm lòng đại nhân đại độ của một đinh trưởng phu. Được rồi, nhị ca hãy đứng tại viên môn chịu khó chờ phi. Phi vào xin tội cho nhị ca khỏi chết. Còn mấy đứa kia, đừng đâu đứng đó. chớ có tràn ra. Hễ đứa nào xúc phạm đến dân trường, ông dặn họng bẻ hầu lập tức. Dạ dạ. Mạc Tương Trương giật đích, xin phụ phục Trương Tiền. Nhờ quân sư xa tội dân trường, cho phi được trọn niềm huynh đệ. Hãy cho Trương Dực Đức, giỏi cho Trương Dực Đức giữ á. Tại sao ngươi dám vào giữa Trương Tiền? Ai xui ai báo tin tội dân trường, còn phần vàng ngươi chức dân lương quan có tròn phận sự hay chăng? Bởi hay tình của bạn dân trường thọ nạn, phi cấp tốc về đây để hỏi xem giả chân. Chắc người đã biết tội của dân trường, dùng ta Tào Tháo nên phải chịu rơi đầu lực hình con dùng pháp bất dị thân. Người nghe rõ chăng? Xảy ra cơ sự tại ngài không tiên liệu, phải chuyện đó để phi thì đâu có lôi thôi. Nếu người thật quá là một tướng có tài, thì năm phương đó sao không bắt được Tàu? À hồi nào ông nói coi. Tại bắt gì lăng nhà người có nhớ chăng? À đó là do Tàu Tặc, nó chạy hoài ai bắt được. Thôi đi, vô dụng là người đi ra cho mau. Chả chả. Lão quân sư này thật là một người bền lòng chắc giá. Nhắc chuyện ngày xưa để xài sẽ mình vô dụng bất tài. Mình hết tiếng cầu khẩn, ổng còn nạt nổ làm quay. Thôi thì phải nhờ đến đại ca mới được. Đại ca, đại ca, đại ca. Sao từ nãy giờ đại ca ngồi im thinh thích, không là ẩn nói tiếp một lời. À hay là bây giờ được vinh vang áo rộng mão cao, rồi phó mặt chết ai nấy chịu. Phó mặt chết ai nấy chịu, phải vậy không đại ca? Tam đệ, tam đệ ơi, xin tam đệ chứ dỗi buông lòng trách cứ. Bởi việc quân hình đâu có thể dĩ thân, huống chi tờ cam đoan bút chỉ rõ ràng, tha Tàu Tặc phải chịu nghiêm hình trăm thu. Đại ca ơi, tại sao đại ca không nhớ năm xưa tại Đào Viên, ba anh em ta cùng nhau kết nghĩa, sát bạch mã tế thiên tu, hắc ngưu tế địa nguyện, ngàn năm vẹn giữ chữ kim bằng. Không biết lừng danh tam kiệt anh hùng, ba anh em ta đã bao phen chia buồn xẻ ngọt, giữa xa trường muối đã lằn tôm. Miễn làm sao cho thiên cổ lưu danh, lòng thiết thạch chỉ có đất trời chứng giám. Sao giữa lúc nhị ca thọ tử, anh nở đang tâm ngồi ngó cho đành. Đại ca, đại ca ơi, hôm nay đại ca được ngồi trên núi cao chính bể, có phải chăng cũng nhờ công lao hạng mã của những thằng bả hiền một dạ thuế chung? Thế mà đại ca lại học đòi khoái đặng kim bẻ na, đặng ca quên ôm không nhớ lời minh thể giữa Đào Viên, không nhớ lúc đồng cam cộng khổ, lời thề tốt năm xưa sau đại ca chẳng nhớ, nỡ để cho nhị ca chịu canh rời đầu. Mà gẫm ra nhị ca nào có tội gì đâu, chẳng qua là vì nghĩa cũ nên buông tha cho Tàu Mạnh Đức. Nếu mà đại ca chẳng quỷ án già hình phi xe, liệu mình tự tận giữa trung dinh. Khoan Tam Đệ ơi, đừng dẫn dũi, đừng dẫn dũi cho quyên sinh, cho quyên sinh. Nãy giờ anh đã nghe rõ tận tường lòng Tam Đệ bên thương người bạn hữu. Tam Đệ ơi, khi đao phủ quân nó vừa đem quan đệ ra viên môn trảm thủ, anh bỗng nghe đau xót tâm can bồi hồi, tất giả quay mặt đi mà suối lệ tuôn tràn. Anh chẳng biết làm sao cô tư được bạn vàng, bởi gia các quân sư đã thần cơ diệu toán, sợ dân trường phong xạ tàu mang. Thế mà vì tánh can cường, nhị đệ cứ khăng khăng quyết phải để cho nhị đệ cử binh mã ra quê Dung Tiểu Lộ. Đó rồi nhị đệ nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, nên thân tàu mang đi mới được sinh tồn. Có vậy ta tha thiết khẩn cầu với gia các quân sư, hãy nể lời ta mà hỷ xả cho dân trường khỏi tội. Đối với đại cuộc ta khỏi thiệt bất một viên dũng tướng, còn đối với người đời ta tránh khỏi tiếng thị phi. Sống bên nhau tự thở hàng di, nay ta cũng nhờ bạn hữu mới được thoải hưởng ngôi cao lộc cả. Có lẽ đâu khi gặp cảnh dầu sôi lửa đỏ, với ta nghĩ đó đang tâm với phụ nghĩa kim bằng. Thôi thôi mới một lần nhờ quân sư rộng lượng tư tha, cho nhị để khỏi quân hình trảm thủ. Thủy nha chung nha chừng có đất đi trời dữ nha chọn những lời nhà đoan thệ giữa đạo viên. Dạ trên chúa công đã dạy, dưới tha dân chẳng dân, tả hữu đâu dạ. Mạo mỡ trôi dân trường, nội tương tiền hụt lĩnh. Nghiêng mình trương tiền ta ân thứ tha, ngàn ân dài muôn năm dám quên. Hoàng mộ xin mãi mãi ghi nhớ, vì quân hình nên tuân pháp chung, vì quan hậu mưa nên để tâm. Nhờ thâm tình quân sư đoái thương, em kha màu thông lãnh trừ tương. Ngoài xa trường quan sang lứa binh, chuột nghi tội tình và nêu chiến công. Mừng anh đã qua cơn biến nguy, em tiếc bao sương vui toại ý. Lòng chân thành anh đâu dám quên, vẹn câu thuyền đào viên thủy chung. Giang đông cách xa, đêm sương nhớ nhà, cách mấy quang hà, lòng sầu tha thiết, thầm mưa cối loạn. Chỗ rơi mấy hàng bàng hoàng giấc mơ. gầm theo chồng cho tròn thu tùng. Ly biệt quê nhà muôn dặm quang hà, buồn mới về quê cũ. Đường dài thăm thăm khói sóng muôn trùng, lạnh lùng gió đông thương thân từ mẫu. Bâng khuâng nhớ mong bức rứt lòng ta, ai thương đời hoa ly hương ngỡ ngàng. Trong chân trời xa mây giăng mây hà, sông biết dừng nhấp nhô ngàn trùng. Bẩm phu nhân. Kìa Châu Thiện tướng quân, có việc chi cấp bách mà từ Đông Ngô sang Kinh Châu giữa lúc đêm vắng canh khuya? Xin phu nhân hãy kiếp mau hồi hương, lìa Kinh Châu theo mạc tướng lên đường. Đây bức tâm thơ từ Đông Ngô gửi đến Ngô Quốc Thái, đã kiệt sức mòn mỏi, mang bệnh tầm ca bởi tháng ngày nhớ con. Bảo lĩnh bà hãy trở về, để phúc lắm chung được nhìn mặt con. Trời ơi, cứ theo thơ nhà gửi đến thì mẹ của ta đã thỏa bệnh nan y, ngày đêm đợi tin con qua giảng nẻo quang hà. Mà ta không thể về cô quốc chiên thăm từ mẫu. Thưa phu nhân, tiểu thần trộm nghĩ sông nước đâu có thể cách ngăn tình mẫu tử. Vì lẽ gì phu nhân không thể trở lại Đông Ngô? Tương quân ơi, phận gai có chồng thì phải xuất giá tùng phu. 3 năm chẳng lìa Ngô sang đất hơn, nay Lưu Hoàng Thúc đang bận điều chính chiến. Có lẽ nào ta ra đi không một tiếng giả từ, lại thêm mâu quân tuổi hãy còn thơ. Trên sông nước thêm ngại điều nguy hiểm. Nhưng mạc tướng khuyên phu nhân hãy về đi, về chứ vẹn câu tình thâm mẫu từ. Và Quốc Thái cũng tròn nguyện ước là được trông thấy mặt con trước khi vĩnh biệt cõi dương trần. Xin phu nhân hãy mau mau trở lại Đông Ngô, kẻo lỗi đạo con hiền. Mạc tướng đi sẽ ra công phò chúa và bảo vệ an toàn tánh mạng của phu nhân. Chiếc giang thuyền đang chờ đợi ở ven sông đêm, không trăng sao nghi nước lũ xuôi dòng. Gió thuận chiều thổi tạt hướng về đông, độ 2 ngày đường là thuyền sang cô quốc. Châu tướng quân ơi, nếu ta bỏ ra đi mà không một lời từ biệt, khi Lưu Hoàng Thúc trở về thì sự việc sẽ ra sao? Phu nhân ơi, chuyến đi đây đâu phải là chuyến đi vĩnh biệt của một cuộc tình duyên lỡ mộng cao phùng, hay là một buổi ly tan trong tình nghĩa vợ chồng. Mà phu nhân sợ hồ tan kéo rã suốt kiếp lạnh lùng gối chiếc chăn đơn. Phu nhân ơi, hãy lòng về thăm viếng mẫu thân câu thần tình cho trọn niềm hiếu nghi thảo. Rồi ngày nào Kính Châu trở nghĩ lại, sẽ bày tỏ cho Lưu Hoàng rõ biết nguồn cơn. Trong nơi trở canh, xin phu nhân mau mau quyết định, kẻo trời bình minh thì việc về nước khó hoàn thành. Chị nghe tiếng sông vỗ mạn thuyền và nhịp điệu của trạo phu đang khua chèo khuấy nước. Không, chính tai ta đã nghe và mắt ta đã thấy. Kìa, tiểu tử Thường Sơn đã kịp đuổi theo chúng ta rồi. À, kia rồi, ta đã trông thấy sau bức màn sương thấp thoáng cánh buồm nâu. Phải chăng thuyền loan của Đông Ngô bó thuyền lạ mặt, mau cuốn buồm che lại cho ta hói đuôi đầu. Nếu cãi lời mạng có toàn, trạo phu hãy dâng lời ta, tua gắng sức chèo mau. Ba phương dạ. Cùng tên thấy cầm tay, ta ra lệnh là bắt đầu loạn xạ, chớ để nó đến gần. Nếu cãi lời ta chém bay đầu. Chà chà, trên thuyền lạ ba quân loạn xạ, còn khiến trạo phu dục giả tay chèo. Có vậy quê trường thượng sông nước hiểm nghèo, thuận dòng nước nhảy sang thuyền Ngô Tặc. Này gã kia, nhà ngươi là ai? Tại sao lại dám chặn thuyền của chủ mộ? Đất Kinh Châu rền giang ngũ hổ, người há chẳng nghe danh Thường Sơn Triệu Tử Long. Kìa Triệu Tử Long, giữa đêm khuya dám vô lễ chặn thuyền, không kiêng nể hương trào quốc mẫu. Thưa phu nhân, thần dám hỏi, phu nhân đi đâu giữa đêm khuya canh vắng, lại còn mang theo ấu chúa bên mình? Triệu Dân ơi, bởi tai tin mẹ già mang bệnh tình thập tử nhất sinh, nên ta phải cấp tốc rời đất Kinh Châu, không kịp giả từ lưu hoàng thúc. Phu nhân ơi, tình mẫu tử đành rằng vẫn nặng, nhưng đạo phu thấy còn nặng mấy lần. Phu nhân ra đi giữa đêm khuya không có chiêu chỉ của lưu hoàng, người lại còn mang theo ấu chúa để âm thầm trở lại Đông Ngô. Mẫu tử thăm canh ly hớn thất, cô phàm bán giả biệt Kinh Châu. Tam Tùng ở đâu, Tư Đức ở đâu? Phu nhân chỉ nhớ câu tình thăm mẫu tử, chớ không nhớ câu đạo nghĩa càng thường. Triệu Tương Quân ơi, ta vẫn biết ta ra đi giữa lúc đêm khuya, không một lời giả từ lứa hoàng thúc, là ta đã làm một điều lỗi đạo phu thế. Nhưng phận làm con chữ hiu phải vén bề, giảng bất đắc dĩ ta phải hồi phố quận. Khi tiểu thần hay tin Châu Thiện đã đưa phu nhân rời xa cung hoàng điện ngọc để cùng nhau trở lại quê nhà, thần mới phi ngựa suốt ngày đêm dọc nẻo giang hà. Thần dối tìm một chiếc thuyền nan, một mình lướt sóng đâu quãng điệu giang cổ tử xanh. xuyên qua lớp sương mù bao phủ khắp Trường Giang. Thần chí xiết bao mừng rỡ khi thoáng thấy bóng cờ có mấy chữ đề đóng Ngô Đại Quốc. Nhưng khi thuyền của tiểu thần vừa đến gần thì người ra lệnh cho ba quân loạn xạ, còn kẻ thì truyền cho Trạo Tử Trương Bường. Bẩm phu nhân, nếu chuyến ra đi của phu nhân không có hành vi ám muội thì tại sao lại có những âm mưu toan hạ sát ngu thần? Triệu tướng quân ơi, xin người hãy hiểu dùm hoàn cảnh của ta. 3 năm trời xa đất nước quê hương, lòng thắt thẻo nhớ nhung niềm cố thủ. Nay hay tin từ mẫu dương mang trong bình, giả ta dường như muối xác kim châm. Dù không có lệnh sứ quân nhưng ai ngăn nổi tình thương mẹ già. Đêm nay trên con thuyền vượt sóng Trường Giang, ôm đầu mắt mơ trời diễn xưa. Chữ trung chữ hiếu đôi đường, lối nghĩa càng thường nhưng trọn đạo làm con. Ở kìa trông ra coi có bóng thuyền xa xa lẫn khuất trong sương mờ. Đúng là Ngô Quốc Mẫu đã cùng với Á Đậu nơi Giang Đông trở về. Vượt muôn trùng phong ba ta lướt ra giữa dòng thuyền, của ai ghé liền một khi của Trương Phi đón mừng chung bay. Khoan, Châu Thiện tướng quân hãy dừng thương để ta tiếp chuyện với Hưng Trào tam đệ. Kính chào thúc thúc. Chào chị. Có chuyện chi cần kiếp mà thúc thúc lại cản thuyền không cho ta về thăm mẹ ở Đông Ngô? Thưa chị, nếu vì chữ hiếu thân mà chị phải về quê, sao không đợi trời sáng tỏ để sắp đặt cuộc hành trình? Chị lại âm thầm đi đâu giữa lúc đêm khuya tăm tối vậy hả chị? Được tin nhà cấp bao từ mẫu bệnh trầm xa, câu sanh tử như hà, nên tôi phải cấp bách về Đông Ngô cho thấy mặt. Thôi thôi chị nín đi. Trương Phi này thở nay quen ăn ngay nói thẳng, tình không ưa lý sự dai dòng. Tôi chỉ hỏi tắt chỉ một câu, chị về Đông Ngô mà chị có thưa qua với anh tôi là Lưu Hoàng Thúc hay không mà chị dám mang cả Âu Quân đi theo vậy hả chị? Bởi Lưu Sư Quân đang bận việc quân binh ngoài quán ải nên tôi ra đi mà không kịp giả từ. Nói vậy chắc chị có trình qua với Gia Các quân sư việc chị đem Âu Chúa về quê thăm quốc thái. Vì chuyến đi cấp bách nên tôi cũng không có thì giờ cáo biệt quân sư. Như vậy là chị đã quý lắm rồi. Ai đời một bà Quốc Mẫu lại len ẩm con ra đi một mình trong đêm khuya khoắt tối tăm, không một tiếng hỏi han, không trình bẩm với chồng. Tôi xin hỏi chị, thằng nào con nào xui biểu chị làm cái việc phi luân phi lý như vậy hả chị? Tên mặt lọ râu rìa kia, ngươi là thằng nào? Tại sao dám ngang nhiên trận thuyền của ta? Còn đôi co thiếu Quốc Mẫu nghi lắm lời. Ngươi chẳng biết ta là Trương Dực Đức, đã cùng Lưu Hoàng kết nghĩa tại Đào Viên, cùng đoán thệ tử sanh. Tám đệ vui lòng đừng chận giữ Thiền Loan, để cho ta về thăm viếng mẫu thân. Được, nếu chị muốn về thăm quốc thái ở quê nhà thì chị phải trao ngay Á Đậu lại cho tôi, được không? Không không, đừng những tâm chia rẽ mẹ con. Nữ tỳ đâu đòi Âu Chúa lại tức thì. Ai lộn xộn đừng trách ta độc ác. Trương Phi này với một ngọn xà mau từ xưa đến nay chưa biết gì nể một ai. Vơ Trương Phi hãy trao Âu Chúa cho ta bằng cãi lời thì ta quyết chẳng dung tha. Giữa nơi đây xin thúc thúc nể tình cho mẹ con ta được trở lại Đông Ngô. Không không, không thể để chị mang Âu Chúa về Đông Ngô là mắc mưu châu không cần. Nói là làm bổn tinh của Trương Phi. Thúc thúc ơi, xin chớ nặng lời bởi gấp rút phản hồi, không kịp tỏ tình với Gia Các quân sư. Thôi thôi chị đừng hoài công ngoài biển cho lắm lời. Tôi xin hỏi chị câu này, vậy cho tứ đức tam tùng chỉ để nó ở đâu? Cùng gì tôi vừa được cùng tình quái đông cho hay bình mẹ già đã đến lúc trầm ca. Bốn phần làm con ơn dưỡng dục sanh thành, mong khóa báo đền câu cúc dục cù lao. Chỉ nặng nghĩa yêu thân và nặng nghĩa sanh bằng, nhưng tư đức tam tùng chỉ không còn đạo tùng trường. Người đã đứng trong thuyền ta thì dĩ như cá đã xếp gì, sao còn dám lân lối đôi co với quốc mẫu? Hãy đỡ trường thương của ta. À Châu Thiện mà khua môi múa mỏ, phút chốc đã rơi đầu. Còn đứa nào muôn viên thủy tề, hãy thử sức với ông vài hiệp. Thục ơi, khoan động thủ, hãy dừng tay, lũ nô tỳ đâu có tội tình chi, xin thúc niệm tình tha thứ. Chị ơi, sở dĩ phi này dám làm kinh động Ngấu Quân và Tẩu chẳng qua sợ mắc mưu của Châu Công Cẩn Toan làm cho vợ phải xa chồng. Để cho Đông Ngô và Kinh Châu nước trái ngược dòng, đem máu lửa binh đao vào hận thù nôi tiếp đôi ngã kia liền về em Bắc Nhạn Nam. Là gái có chồng chỉ phải đoan cam, đâu có thể tự quyền đi ngang về Tắc. Khi đại ca tôi bận lo việc nước thì chỉ phải qua cửa phòng the mới tròn nghĩa phù tùng. Thúc ơi, tôi đâu phải là hạng gây lăng loạn tắc nước, bởi cấp bách hồi quê nên không giữ trọn tam can. Thôi thì chị cứ yên lòng trở lại Đông Ngô, còn Âu Chúa hãy để cho tôi với Triệu Dân đem về trao cho anh tôi là Lưu Hoàng Phúc. Có lẽ chị cũng không phiền trách sao chúng tôi đã làm cho chị phải rẽ chia tình mẫu tử. Nhưng mất con anh tôi còn đau khổ nhiều hơn. Nếu chị bảo thương con vì chinh tháng cưu mang, thì anh tôi cũng thương con vì tình phụ tử. Chỉ tội nghiệp cho tuổi dại khờ của Âu Chúa, còn quá ngây thơ nên chưa hiểu được chuyện đời. Tôi chỉ về đi để Âu Chúa lại cho tôi, ngày trở lại mẹ con sẽ sum vầy đoàn tụ. Nếu chỉ một lòng chống mẹ cự thì đừng trách phi này sao nỡ vô tâm. Trương Triệu Nhị vị tướng quân ơi, vô buốt từng cơn lạnh biển sâu, sao rơi thành lệ giữa đêm sâu. Ta nghe đau suốt giờ ly biệt, trách bay ai bài cuộc bể. Có vậy tôi nhờ nhị vị tướng quân hãy thay tôi lo bảo toàn Ngẫu Chúa, Trở lại Kinh Châu đi trao mấy lời tha thiết rằng tôi xin giả biệt Lương Hoàng. Món nước trùng phơi nặng triệu gánh mây càng trường, chân muốn bước đi nhưng mặt còn mảnh lại, nửa thương mẹ già nửa nhớ con thơ. Sông bắt đầu theo vô nhập nhô, thuyền tách bến nhưng lòng còn ngái ngại. Phần làm con phải trọn tu hiếu đạo, còn nợ gối chăng phải xuất giá phu tùng. Đêm tàn rồi sương xuống lạnh tràn giang, theo sông biết vượt ngàn hải lý. Thuyền nhấp nhô nghe rạc rào sóng vỗ, âm ba dòng về theo lúc sóng trùng dương. Con ơi nhìn con thơ giả mẹ héo vô, lau mắt lệ mẹ đứt từng đoạn ruột. Thôi thì vì cánh ngộ nên chia ly tình mẫu tử, thuyền ra khơi là đôi ngã chia liền. Giấy Phật trời cho biển lặng sông êm, thuyền xuống cặp bến bờ phố quốc. Sau khi thăm viếng mẹ già sẽ vượt giang hà để trở lại Kinh Châu. Con ơi mẹ đi đây, mẹ biết dù sao con cũng còn có chút lòng thương mẹ. Nhưng tại vợ con hỗn hào quá quắc, con phải đành nhắm mắt bỏ qua. Tưởng nhờ con an ủi thân già khi hương yêu được bác con anh. Con ơi ngày hai bữa cơm rau dưa muối, lắm khi mẹ nhai cơm mà nước mắt của mẹ cứ mãi tuôn tràn. Con ấm nó lại để mẹ cơ hàng, nhớ lại khi con còn đỏ hỏn nằm cửa quậy trong nôi. Con mạnh thì mẹ vui, con đau thì mẹ buồn rầu lo lắng, ngủ không yên giấc ăn chẳng biết ngon. Mẹ vang vai dòng bà phò hộ cho con được mạnh lành khôn lớn. Ngoài ruộng về lỡ sơ ý chạm mánh vào bố giang, thì mẹ đây cũng đi lên tiếng cằn nhằn. Ông đi sau không chịu coi chừng để cho con nó ngủ, đó rồi cha con với mẹ mới nhẹ nhẹ vén mùng. Nhìn con ngủ sai mà mũ bà dãi con cười ra, cha con mới bảo nhỏ với mẹ rằng vợ chồng mình trở về già khỏi lo đôi xét, thế nào cũng mới nhờ cái thằng Mai. Rồi con lần lần chập chững biết đi, mỗi lần con mọc răng làm mẹ khổ cực vì con. Thực thâu đêm suốt sáng, một con mũi cắn con mẹ cũng đau lòng. Lỡ tay làm té con, làm mẹ với cha con gây nhau thiếu điều đánh lộn. Con ơi mấy năm dư nhọc, mẹ đâu có quản chi thân của mẹ đây heo hắt đi con ơi. Câu tích cốc phòng cơ dưỡng nhi đại lão, nuôi con lớn khôn là để nhờ cây về sau. Sao con không nhớ câu dưỡng dục cù lao để cho mẹ ngậm sầu nuốt tôi. Con ơi kể từ khi cha con bất hạnh, em của con thì đi làm ăn nơi xứ lạ quê người. Mẹ em về nương nao với con đã mấy tháng qua rồi. Con ơi mẹ đã già không còn tần tảo ganh gồng gì cho được, muốn đi làm thuê làm mướn thì sợ thiên hạ chê cười tội nghiệp cho con. Cực chẳng đã mẹ mới về đây để nhờ con bắt trao chén con manh quần tắm máu, trong cái nghi cơn nghi gần đất nghi xa trời. Con ơi mẹ tuổi cho thân nên mẹ khó nói ra lời, vợ chồng của con thì phù phê áo lụa quần la. Còn ba cái đồ rách vợ con quăng ra mẹ giá câu mẹ mặc, vợ chồng con thì mâm cao cổ đầy ăn trên ngồi trước để cho mẹ một mình nơi nhà bếp. Một chén cơm nguội, một chĩa muối tiêu, vậy mà vợ con còn bảo với mẹ rằng già rồi không nên ăn dầu ăn mỡ, ăn muối tiêu cho có chất mặn. thấy rằng mẹ còn ở đây ngày nào chỉ làm bận lòng con ngày ấy. Vợ của con đã thẳng tay xua đuổi mẹ, thì mẹ cô lì ở đây nữa làm chi. Con ơi, mặc dầu con đối với mẹ không tròn câu hiếu thảo, chứ còn mẹ đối với con thì tình mẫu tử mẹ vẫn luôn luôn ý tha thiết ý nặng nề. Con ơi, mẹ cô đi rồi con hãy nhớ câu mẹ cha già mất là khó kiếm, còn cái đào can thường thì đâu hiếm chi nơi. Những chiều lá rụng mây tôi trắng, có nhớ ngày xưa không hỏi em, anh làm kép hát em đào hát, chúng mình hát để chúng mình xem. Sân đình lá rụng như mưa lá, em khóc trong vòng tay của anh. Chàng ơi, mình sẽ cùng nhau chết nếu một ngày kia tình vỡ tan. Nhớ những ngày xưa khi gió thoảng nhẹ đưa cành đá rụng, anh với em cùng trốn nhà đi tập hát ở sân đình. Tuổi thơ ngây chưa vướng bận chuyện tâm tình, nhưng đã bắt trước kép đào người lớn nói những lời hò hẹn. Trời đã về chiều tia nắng nhạt còn vương, trên mái ngói rêu phong trên sân đình ngập lá. Lòng còn trắng trong chưa biết chuyện chia ly, chưa biết nỗi đau buồn của người đi kẻ ở. Nở nói lên lời ly biệt mà thấy lòng như mãi mãi gần nhau. Nhưng thời gian qua tợ do câu anh với em đã giả từ thời thơ ấu. Rồi một hôm quê hương tàn khói lửa, giây phút này mới thật sự lìa xa. Khi quê hương đã qua hồi binh lửa, anh trở về quê cũ một chiều đông. Nắng vẫn còn vương trên mái ngói rêu phong, cây đa cũ vẫn cúi đầu câm ninh. Quê cũ còn đây như ngày anh mới lên, gió vẫn đông đưa cành đa còn rụng lá mà người xưa đã biển biệt phương. quê cũ sân đình dân bóng ngã đường chiều cùng lẻ đôi. Từ giá quê hương anh lao vào sương gió mong tìm mà em tên muốn dặm đường xa. Thời gian lặng lẽ tôi hờ hững mà bóng người thương đã vắng mặt lâu rồi. Trong ánh sáng lung linh trong tiếng nhạc cuồn cuộn, sắc màu sân khấu kêu xa quá không giống ngày nào dưới ánh trăng. Nghe lòng ngập nỗi vui tao ngộ tan anh chờ ở cửa sau để nhìn em bước bên người khác. Thôi nhé từ nay ta vĩnh biệt nhau rồi. Ôi thế từ nay đã hết rồi, vì tình là mong đó mà nếu biết thương nhau là để khổ, thà đừng hò hẹn. 10 năm anh tập làm thi sĩ, rút hết tơ lòng gửi đến ai. Bản thảo chất chồng như kỷ niệm, thế mà tay vẫn trắng bàn tay. Em đã đóng vai người con gái lên thuyền theo một khách không quen. Anh về đọc lại bài thơ cũ để nhớ sẽ chồng bản thảo tung tới ta nghe lòng